Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một trong những đàn anh cả của nhà Mazda Chiếc SUV cỡ lớn 7 chỗ Mazda CX-8 Một trong những chiếc xe phải nói là rộng nhất, to nhất, hầm hố nhất, đẹp nhất và tiết kiệm xăng cũng là nhất trong phân khúc 7 chỗ luôn Thì Mazda CX-8 được Thaco phân phối về với 4 phiên bản Trong đó có bản Luxury và bản Premium được phân ra làm 3 phiên bản Gồm một bản một cầu một bản hai cầu sáu chỗ và một bản hai cầu bảy chỗ thì các bạn có tin được không một trong chiếc xe phải nói là bảy chỗ phiên bản cao cấp mà bây giờ chỉ có giá là 9x thôi thì sau đây tôi và cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu 9x cụ thể là như nào cho cái phiên bản cao cấp à, bản luxury có giá là 1 tỷ 079 triệu đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ luôn nhé các bạn nhé các bạn không nghe nhầm đâu 100% thuế trước bạ cho Mazda CX-8 và bây giờ chỉ còn lăn bánh khoảng 1 tỷ mốt thôi Đó các bạn cho cái bản cao cấp nhất đấy Và một bản cao cấp hơn nữa là bản premium Có giá là 1 tỷ 169 triệu Thì cũng đang được hỗ trợ là 100% thuế trước bạn Và lăn bánh chỉ rơi vào khoảng 1 tỷ 2 thôi Các bạn ạ Các bạn không nghe nhầm đâu nhé Cho những cái phiên bản cao cấp nhất mà chỉ có hơn 1 tỷ thôi Với giá xe còn chưa tới 1 tỷ Giá lăn bánh chỉ hơn 1 tỷ một chút Thì phải nói là cực kỳ là có cái chương trình hỗ trợ tuyệt vời luôn Ờ, xe thì được trang bị toàn bộ các tính, năng cao cấp luôn nhé mọi người nhé Hệ thống radar này Có hệ thống phanh trước, phanh sau, cảnh báo điểm mù Cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo giữ làn đường Camera 360, cảnh báo phương chạy cân ngang khi lùi Cảm biến toàn cảnh xung quanh xe luôn Camera cũng toàn cảnh Hệ thống đèn bi led Hệ thống la răng 19 inch Đó, hỏa sáng gầm lên tới là 20 inch Quá tuyệt vời luôn Đó Chiều dài lên tới là 5 mét với trục cơ sở phải nói là lớn nhất trong phân khúc, lớn hơn hẳn Sorento cũng như là Santa Fe. Đó. Và chương trình trong đợt này đang được hỗ trợ 100% tới trước bạ và ngoài ra còn được tặng gói phụ kiện lên tới là 70 triệu. Đó. Thì để biết thêm chi tiết của cái cái dòng xe này cũng như là cái giá bán cụ thể và chương trình ưu đãi nhất thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đàm phán và trao đổi với quý khách để có những cái lựa chọn giá thành quà tặng tốt nhất cho khách hàng. Xin cảm ơn cả các bạn nhé.